từ chức, và nếu cô không từ chức thì đương nhiên là chúng tôi sẽ xúc tiến cái thủ tục mà để coi như là bãi nhiệm. Và chúng tôi đang làm cái việc đó, và đầu năm tới đây chúng tôi sẽ có một cái ủy ban mới thành hình từ cái ủy ban cũ, và chúng tôi sẽ có một cuộc họp báo đối với giới truyền thông báo chí Việt Mỹ về cái ủy ban mới này. Và trong về hiện bây giờ, để thực hiện hai điều đó, thứ nhất là quý vị đã thấy là chúng tôi đã biểu tình mỗi ngày thứ ba, và cái điều thứ nhì nữa là hình như cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa thấy cái dấu hiệu là cô nghị viên Madison muốn từ chức, cho nên là chúng tôi đã đang gặp với một số các văn phòng luật sư Hoa Kỳ để mà nghiên cứu hai việc mà trong cái nghị quyết đã đưa ra. Thứ nhất đó là những cái vi phạm về vấn đề pháp lý của cái thành phố này, từ ông thị trưởng đến phó thị trưởng mà đã có những quyết định phản dân chủ ngày thứ ba 20 tháng 11. Và cái thứ nhì nữa là những cái thủ tục để chúng tôi làm cái phương pháp mà bãi nhiệm cô Madison. Đại đa số chúng ta muốn tên Little Sài Gòn, mà trong khi đó cái tên về hạng chót là cái tên Sài Gòn Business District lại được hội đồng thành phố thông qua với tỷ lệ 8-3. Thành ra tôi thấy cái đó nó rất là không có công bằng và không có dân chủ một chút nào cả, nhất là khi mà họ lại đi họ hỏi ý kiến và họ làm những cái cuộc thăm dò mà cho biết rằng là đại đa số chúng ta muốn Little Sài Gòn, mà họ lại phớt lờ cái chuyện đó. Tôi thấy cái điều đó là điều không có để chấp nhận được. Lễ Giáng sinh với gia đình là chú là đi vô tình ạ. Cho dù là lễ Giáng sinh có là một người Công giáo thì ngày lễ Giáng sinh rất là quan trọng. Tuy nhiên cái chuyện mà mất dân chủ ở San Jose lại không khác gì là cái chuyện bóp nghẹt tự do tôn giáo hay là tự do dân chủ ở Việt Nam. Sống ở trên một đất nước tự do mà lại không có dân chủ, rồi dân chủ chỉ có cho phát biểu, nhưng mà cái hội đồng thành phố thì điếc cả. Vậy thì chúng tôi phát biểu cho anh, thì hôm nay chúng tôi ra đây để phát biểu. Dạ, anh chị cho biết lý do tại sao hôm nay anh chị không ở nhà làm lễ giáng sinh mà đưa con cháu bé tí ra để tham gia biểu tình ạ? Cho vài câu được không? Dạ, anh ơi, tới đây ạ. Tại vì muốn đặt tên là Little Sài Gòn. Dạ, vâng, chị ra đây, hôm nay không ở nhà là giáng sinh. Dạ. Dạ, vâng, còn anh sao, lý do là... thích democracy, cái này cái process của democracy ha. Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ coi như là anh chị cũng biết là bao nhiêu người cũng thích đi Little Sài Gòn, cô ta không có chịu theo là cô ta học bạn là đi đây ước nguyện của cộng đồng, muốn cô ta đi xuống, cô ta như vô chỗ. Quay again, quay. Chào anh đây. Chào anh mới đây. Sài Gòn của tôi bây giờ tôi muốn Little Sài Gòn. Chúng tôi đến đây để chúng tôi tưởng nhớ tới cái ngày thứ ba, một cái ngày mà chúng tôi mất nền dân chủ ở tại đất Hoa Kỳ này. Mình xin nguyện là phản bội cộng đồng. Vâng. Cộng đồng ủng hộ vote cho cô ấy là turnaround 180 độ, 360 độ. Madison đã thực hiện không dân chủ tại San Jose. Chúng ta phải bắt buộc recall của Madison. Ông Chris đã tuyên bố với cộng đồng Việt Nam là ông sẽ cố gắng thực hiện được đường lối dân chủ. Nhưng lần này chính ông Chris đã tiêu diệt cái đường lối dân chủ của thành phố San Jose. Do đó, có cái cuộc biểu tình ngày hôm nay cũng như là những ngày thứ ba sắp tới, đó là vấn đề để chứng minh sự tôn trọng tự do dân chủ không có trong thành phố San Jose đối với cộng đồng Việt Nam, và một sự kỳ thị rất lớn đối với cộng đồng Việt Nam. Madison là đại diện cho cộng đồng, nhưng mà bà ta đã không làm được cho cộng đồng, mà bà ta ngược lại khinh miệt những cái cử tri đã bầu cho bà ta. Thành ra bà không còn xứng đáng nữa. Và bữa cuộc biểu tình ngày hôm nay là đòi trút phế nghị viên Madison ra khỏi hội đồng thành phố San Jose. Làm lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta tại thành phố Sunnyvale. Ngày hôm đó thành phố Sunnyvale sẽ công bố bản công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ truyền thống. Thưa quý vị, cái buổi lễ thượng kỳ đó nó diễn ra chỉ trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ là tối đa, thì chúng ta trở về đây
để chúng ta biểu dương lực lượng tại chính City Hall của thành phố San Jose này trước khi 2 giờ chúng ta ra về, như những ngày mà chúng ta sẽ tổ chức biểu tình tại khởi đầu cho việc tiến trình bãi nhiệm của một nghị viên do một khu vực trong thành phố bầu lên. Thỉnh nguyện gửi cho thành phố phải có chữ ký của ít nhất là 12% hoặc hơn tổng số cử tri cư ngụ trong khu vực đã chính thức ghi danh từ chức đó. Thì cái con ma đó phải bị chúng ta lôi cổ ra khỏi cái City Hall này bằng cách là recall. Đó là điều thứ nhất, thưa quý vị. Cái thứ nhì, quý vị muốn chúng tôi là cái thành phố này từ ông thị trường tới phó thị trường á, nó xì nhục cái cộng đồng này. Họ nói là những cái người mà có mặt biểu tình và cái kinh 1.000 người đó chỉ là cái đám thiểu số trong cộng đồng to miệng thôi, chứ không phải là đa số cộng đồng này. Cái đó là một sự xì nhục đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Và cô ta, cái cô ba đó còn trên đài còn nói rằng là 1.000 người hôm đó là 1.000 người có phải đại diện cho những người có 3-4 job, chứ không phải là những người mà ăn không vừa rồi. Như vậy là một cách thêm một cái xì nhục nữa. Thưa quý vị, điều thứ nhì là chúng tôi sẽ nghiên cứu với các mọi vấn đề pháp lý để coi cái thành phố này có đi lại những cái chuyện mà phản dân chủ và kỳ thị cộng đồng chúng ta hay không. Đó là điều thứ nhì chúng tôi sẽ làm. Thưa quý vị, là điều thứ ba mà quý vị, chúng tôi đã hứa với quý vị và chúng ta đã làm là cả tháng nay và ngay cả ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Christmas, ngày Giáng sinh. Và hồi nãy đó, anh chủ tịch cộng đồng Vĩnh Tiên có nói đó là thứ ba tới đó là nằm ngày đầu năm nữa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đã đang làm là mỗi thứ ba. Cái ngày thứ ba là ngày 20 tháng 11 là ngày cái đài, là cái ngày ô dục phản dân chủ. Là chúng ta mỗi thứ ba sẽ có mặt ở đây từ đến 2 giờ chiều. Và thưa quý vị, tuy quý ủy ban mới này không có xa lạ gì, toàn là những người anh em cũ, những anh em trẻ và những người từ quý ủy ban cũ là anh Lê Minh Huy, anh cô Mỹ Phương và anh Lê Hữu Phú, tất cả đều chúng tôi đều là quý ủy ban cũ cả. Nhưng mà chúng tôi qua cái ủy ban này là để chúng tôi sẽ điều với vấn đề luật pháp và vấn đề bãi nhiệm con ma của thành phố San Jose này. Thưa quý vị, và quý vị đừng quên, một tay tới đây thứ ba này chúng ta lại có mặt ở đây nữa. Thưa quý vị, chúng ta đã quyết định rất đúng khi chúng ta biểu tình mỗi một ngày thứ ba ô nhục, là vì quý vị thấy ngày hôm nay các cơ quan truyền thông khi họ biết được là chúng ta biểu tình ngày hôm nay vào đúng ngày Giáng sinh, họ rất là ngạc nhiên, và quý vị thấy hôm nay họ có mặt hết. Và sáng hôm nay cái tờ báo lớn nhất của tờ San Jose Mercury đã quảng cáo cho cuộc biểu tình của chúng ta ngay từ sáng sớm này, ngay trên trang nhất. Họ đã cho biết là cộng đồng người Việt sẽ biểu tình đây buổi trưa, và những cái thông điệp đó thành phố này và con ma này nó sẽ biết hết. Nó biết là chúng ta không có giấu mặt. Thưa quý vị, họ đã chạm đọc và họ đã đụng tới cái danh dự duy nhất của cộng đồng chúng ta. Chúng ta không thể nào tha thứ chuyện đó được hết. Họ đã làm cho chúng ta mất ngủ, mất ăn mất ngủ từ cái ngày xe xin đến bây giờ. Thì cái sự mất ăn mất ngủ, tốn tỷ giờ, tốn tiền bạc của chúng ta đó phải được chia sẻ với cái thành phố này và con ma. Thưa quý vị, biết là cộng đồng của chúng ta rất là bất mãn, như anh Đỗ Hùng nói, rất là bị sỉ nhục. Thành tựu như tất cả các giới đồng bào, từ những cái giới mà hành nghề chuyên môn như các giới bác sĩ, luật sư, tất cả các vị nha sĩ, dược sĩ, họ đều ủng hộ cái vấn đề này hết. Thành tựu như tôi đứng ra tôi lập cái nhiệm vụ này để chúng ta có thể nghĩa là ghi được cái số quỷ. Vì ở đây tất cả mọi việc mà recall for medicine là như là một cái cuộc tranh cử vậy. Chúng ta phải tăng cử, chúng ta phải vận động quần chúng. Biết là không có chuẩn bị gì hết, nhưng mà vừa rồi anh Hùng mới nói về vấn đề cái cô ma đó, thì Mỹ Phương đề nghị từ bây giờ mình gọi cái chỗ SPD đó là Ma Thao. Yeah. Có thể chưa? Cho lý do thứ nhất đó là ma tiếng Anh có thể là tổng ngắn của cái chữ medicine, để mình nhắc nhớ người Mỹ rằng cổ đã áp đặt chính trị lên cái tên đó, thì cái vùng đó sẽ là được đặt tên là cái tên của cổ, là cái sự xí nhục của cổ. Mình sẽ gọi từ đây, mình sẽ gọi là Ma Pheo. Cái thứ hai, cái lý do thứ hai là chữ ma mình hiểu đó là ma quỷ đó, thành ra mình phải nhắc nhớ cộng đồng mình phải làm sao gạt cộng đồng mình sẽ gạt cái con ma đó ra khỏi cái tòa thị trấn này. Quý vị có đồng ý từ đây sẽ gọi đó là Ma Pheo không? Đối với cộng đồng Việt Nam, Madison là đại diện cho cộng đồng, nhưng mà bà ta đã không làm được cho cộng đồng, mà bà ta ngược lại khinh miệt những cái cử tri đã bầu cho bà ta, thành ra bà không còn xứng đáng nữa. Và bữa cuộc biểu tình ngày hôm nay là đòi truất phế nghị viên Madison ra khỏi hội đồng thành phố San Jose. Làm lễ thượng kỳ
Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta tại thành phố Sunnyvale. Ngày hôm đó thành phố Sunnyvale sẽ công bố bản công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ truyền thống. Thưa quý vị, cái buổi lễ thượng kỳ đó nó diễn ra chỉ trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ là tối đa, thì chúng ta trở về đây để chúng ta biểu dương lực lượng tại chính City Hall của thành phố San Jose này trước khi 2 giờ chúng ta ra về, như những ngày mà chúng ta sẽ tổ chức biểu tình tại khởi đầu cho việc tiến trình bãi nhiệm của một nghị viên do một khu vực trong thành phố bầu lên. Tỉnh nguyện gửi cho thành phố phải có chữ ký của ít nhất là 12% hoặc hơn tổng số cử tri cư ngụ trong khu vực đã chính thức ghi nhận. Thì cái con ma đó phải bị chúng ta lôi cổ ra khỏi cái City Hall này bằng cách là recall. Đó là điều thứ nhất, thưa quý vị. Cái thứ nhì, quý vị muốn chúng tôi là cái thành phố này từ ông thị trường. Từ chức thì đương nhiên là chúng tôi sẽ xúc tiến cái thủ tục mà để coi như là bãi nhiệm, và chúng tôi đang làm cái việc đó, và đầu năm tới đây chúng tôi sẽ có một cái ủy ban mới thành hình từ cái ủy ban cũ, và chúng tôi sẽ có một cuộc họp báo đối với giới truyền thông báo chí Việt Mỹ về cái ủy ban mới này. Và trong về hiện bây giờ, để thực hiện hai điều đó, thứ nhất là quý vị đã thấy là chúng tôi đã biểu tình mỗi ngày thứ ba, và cái điều thứ nhì nữa là hình như cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa thấy cái dấu hiệu là cô nghị viên Madison muốn từ chức, cho nên là chúng tôi đã đang gặp với một số các văn phòng luật sư Hoa Kỳ để mà nghiên cứu hai việc mà trong cái nghị quyết đã đưa ra. Thứ nhất đó là những cái vi phạm về vấn đề pháp lý của cái thành phố này, từ ông thị trưởng đến phó thị trưởng mà đã có những quyết định phản dân chủ ngày thứ ba 20 tháng 11, và cái thứ nhì nữa là những cái thủ tục để chúng tôi làm cái phương pháp mà bãi nhiệm cô Madison. Đại đa số chúng ta muốn tên Little Sài Gòn, mà trong khi đó cái tên về lại cái process của đó thì dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ coi như là anh chị cũng biết là bao nhiêu người cũng thích đi đâu Sài Gòn, chúng ta không có chịu theo là chúng ta hoàn toàn là đi ước nguyện của cộng đồng, muốn chúng ta đi xuống chúng ta như vô chợ. Qua chào anh đây, chào anh Madison. Sài Gòn của tôi bây giờ tôi muốn lấy đâu Sài Gòn. Chúng tôi đến đây để chúng tôi tưởng nhớ tới cái ngày thứ ba, một cái ngày mà chúng tôi mất nền dân chủ ở tại đất Hoa Kỳ này. Chúng tôi Madison Nguyễn là tập phản bội cộng đồng. Cộng đồng ủng hộ vote cho cô ấy là turnaround 180 độ 360 độ. Madison đã thực hiện không dân chủ tại San Jose, chúng ta phải bắt buộc recall của Madison. Ông Chris đã tuyên bố với cộng đồng Việt Nam là ông sẽ cố gắng thực hiện được đường lối dân chủ, nhưng lần này chính ông Chris đã tiêu diệt cái đường lối dân chủ của thành phố San Jose. Do đó có cái cuộc biểu tình ngày hôm nay cũng như là những ngày thứ ba sắp tới, đó là vấn đề để chứng minh sự tôn trọng tự do dân chủ không có trong thành phố San Jose đối với cộng đồng Việt Nam, và một sự kỳ thị rất lớn. Phó thị trưởng á đã xì nhục cái cộng đồng này, họ nói là những cái người mà có mặt biểu tình và cái kinh 1.000 người đó chỉ là cái đám thiểu số trong cộng đồng to miệng thôi, chứ không phải là đa số cộng đồng này. Cái đó là một sự xì nhục đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Và cô ta, cái cô ba đó còn trên đài còn nói rằng là 1.000 người hôm đó là 1.000 người có phải đại diện cho những người có 3-4 job, chứ không phải là những người bán không vừa rồi. Như vậy là một cách thêm một cái xì nhục nữa. Thưa quý vị, điều thứ nhì là chúng tôi sẽ nghiên cứu với các mọi vấn đề pháp lý để coi cái thành phố này có đi lại những cái chuyện mà phản dân chủ và kỳ thị cộng đồng chúng ta hay không. Đó là điều thứ nhì chúng tôi sẽ làm. Và điều thứ ba mà quý vị, chúng tôi đã hứa với quý vị và chúng ta đã làm là cả tháng nay và ngay cả ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Christmas, ngày Giáng sinh, và hồi nãy đó anh chủ tịch cộng đồng Anh Tiên có nói đó là thứ ba tới đó là nằm ngày đầu năm nữa,
Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đang làm là mỗi thứ ba, cái ngày thứ ba là ngày 20 tháng 11, là ngày cái đài, là cái ngày ô dục phản dân chủ, là chúng ta mỗi thứ ba sẽ có mặt ở đây đến 2 giờ chiều. Và thưa quý vị, tuy quý ủy ban mới này không có xa lạ gì, toàn là những người anh em cũ, những anh em trẻ và những người từ quý ủy ban cũ, là anh Lê Minh Huy, anh cô Mỹ Phương và anh Lê Hữu Phú, tất cả đều chúng tôi đều là quý ủy ban cũ cả. Nhưng mà chúng tôi qua cái ủy ban này là để chúng tôi sẽ điều với vấn đề luật pháp và vấn đề bãi nhiệm con ma của thành phố San Jose này. Thưa quý vị, và quý vị đừng quên, một tay tới đây thứ ba này chúng ta lại có mặt ở đây nữa. Cảnh chót là cái tên Sài Gòn Business District lại được hội đồng thành phố thông qua với tỷ lệ 8-3. Thành ra tôi thấy cái đó nó rất là không có công bằng và không có dân chủ một chút nào cả, nhất là khi mà họ lại đi họ hỏi ý kiến và họ làm những cái cuộc thăm dò mà cho biết rằng là đại đa số chúng ta muốn lưu Sài Gòn mà họ lại phớt lờ cái chuyện đó. Tôi thấy cái điều đó là điều không có để chấp nhận được. Lễ Giáng sinh với gia đình là chú là đi vô tình à? À, cho dù là lễ Giáng sinh có là một người Công giáo thì ngày lễ Giáng sinh rất là quan trọng. Tuy nhiên cái chuyện mà mất dân chủ ở San Jose lại không khác gì là cái chuyện bóp nghẹt tự do tôn giáo hay là tự do dân chủ ở Việt Nam. Sống ở trên một đất nước tự do mà lại không có dân chủ, rồi dân chủ chỉ có cho phát biểu, nhưng mà cái hội đồng thành phố thì điếc cả. Vậy thì chúng tôi phát biểu cho anh, thì hôm nay chúng tôi ra đây để phát biểu. Dạ, anh chị cho biết lý do tại sao hôm nay anh chị không ở nhà làm lễ giáng sinh mà đưa con cháu cái ký ra để tham gia biểu tình ạ? Cho vài câu được không? Dạ, anh ơi, thế đã. Tại vì muốn đặt tên là Leader Sài Gòn. Dạ vâng, dạ. Chị ra đây, hôm nay không ở nhà là giáng sinh. Dạ. Dạ vâng, còn anh sao lý do là? Thích democracy.